Hé lộ hình ảnh đầu tiên bên trong tang lễ Moonbin Astro, nụ cười rạng rỡ trên di ảnh khiến người hâm mộ xót xa. Tang lễ của Moonbin đã được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023. Thông tin Moonbin Astro tự tử qua đời ở tuổi 25 đã làm chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Vào lúc 20 giờ 10 ngày 19 tháng 4, nam idol đã được quản lý phát hiện tại nhà riêng, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người hâm mộ và các thành viên Astro đều sốc. Cha anh cô từ Mỹ đã vội vàng bay về Hàn Quốc. Tang lễ của nam idol sinh năm 1998 sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4 tại nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Asan Seoul. Đến nay, Star News đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong tang lễ của Moonbin. Đặc biệt, bức di ảnh của Moonbin đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong bức ảnh này, Moonbin cười tít mắt vô cùng rạng rỡ. Lúc trên thời, nụ cười đó là thương hiệu của nam idol, thì giờ đây nụ cười trên tấm di ảnh khiến người hâm mộ vô cùng xót xa. Tên và thông tin tang lễ của Moonbin xuất hiện trên bảng điện tử. Tang lễ của nam idol diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 4 năm 2023 với người chủ trì là bố mẹ và em gái Moon Sua. Nụ cười rạng rỡ của Moonbin trên tấm di ảnh khiến nhiều người xót xa. Lúc sinh thời, đôi mắt, nụ cười là đặc trưng của nam idol, nhưng giờ đây nụ cười đã hóa vĩnh hằng. Dòng chữ trên màn hình là cầu mong linh hồn của người đã khuất được an nghỉ. Rất nhiều hoa trắng được gửi đến tang lễ của Moonbin. Nhiều nhân vật bảo vệ xuất hiện bên ngoài nhà tang lễ. Vào chiều ngày 20 tháng 4, cha anh cô đã hạ cánh xuống sân bay Incheon để về dự tang lễ người đồng đội trong nhóm Astro. Anh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và không giấu được vẻ buồn bã. Đôi mắt cha anh cô nặng trĩu nỗi buồn và như đã khóc